Khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính là hai lĩnh vực riêng biệt trong lĩnh vực công nghệ, mỗi lĩnh vực có trọng tâm và điểm nhấn riêng. Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính. 1. Khoa học máy tính. Phạm vi nghiên cứu của khoa học máy tính tập trung vào nghiên cứu lý thuyết máy tính, phần mềm và giải thuật tính toán, cấu trúc dữ liệu và các khái niệm cơ bản liên quan đến máy tính. Nó bao gồm nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, lý thuyết đồ thị, học máy và thuật toán tính toán mục tiêu chính của khoa học máy tính là hiểu rõ cấu trúc và hoạt động của máy tính phát triển các khái niệm và thuật toán mới và nâng cao kiến thức tổng quan về lĩnh vực này các kỹ năng bao gồm phát triển phần mềm phân tích dữ liệu giải thuật và mạng máy tính các ngành nghề thường xoay quanh phát triển nghiên cứu và phân tích các công việc phổ biến có thể kể đến như quản trị cơ sở dữ liệu nhà khoa học dữ liệu phân tích hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng phần mềm. 5 năm 2. Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật máy tính tập trung vào thiết kế, phát triển và triển khai các hệ thống máy tính và các thành phần liên quan, tích hợp giữa phần mềm và phần cứng. Nó liên quan chặt chẽ đến phần cứng, vi mạch, vi xử lý, mạch tích hợp và hệ thống nhúng. Mục tiêu chính của kỹ thuật máy tính là áp dụng kiến thức từ khoa học máy tính để xây dựng và duy trì các hệ thống máy tính các chuyên gia kỹ thuật máy tính thường là những người thiết kế phần cứng phần mềm và đảm bảo chúng hoạt động một cách hiệu quả kỹ năng liên quan đến thiết kế phần cứng máy tính kiểm thử hệ thống đảm bảo tính tương thích giữa phần mềm và phần cứng và làm việc trực tiếp với chip bán dẫn như vi xử lý bộ nhớ các ngành nghề thường liên quan đến thiết kế và ứng dụng phần cứng và phần mềm các công việc phổ biến có thể bao gồm kiến trúc sư máy tính kỹ sư thiết kế mạch kỹ sư hệ thống mạng kỹ sư phần cứng và nhiều công việc khác khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính thường có sự giao thoa trong nhiều trường hợp những người làm nghiên cứu trong khoa học máy tính có thể ứng dụng kiến thức của họ vào việc thiết kế và phát triển hệ thống máy tính điều này tạo ra sự kết hợp giữa hai lĩnh vực tóm lại mặc dù cả hai lĩnh vực đều đòi hỏi sự hiểu biết về lập trình phần mềm và phần cứng kiến thức về hệ điều hành và mạng máy tính thì khoa học máy tính hướng đến lý thuyết và nghiên cứu trong lĩnh vực máy tính trong khi kỹ thuật máy tính tập trung nhiều hơn vào việc thiết kế và phát triển và triển khai hệ thống máy tính trong thực tế sự lựa chọn giữa hai lĩnh vực này phụ thuộc vào sự quan tâm của từng cá nhân về lý thuyết so với ứng dụng thực tế trong ngành công nghiệp công nghệ